Sức khỏe là nền tảng của hạnh phúc. Thế nhưng, hạnh phúc của bạn có đang bị ảnh hưởng bởi những cơn đau khó chịu? Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta phải làm việc hết công suất với nhịp độ nhanh chóng. Các cơn đau nhức vai gáy, căng cơ tạo áp lực lên cơ thể khiến bạn đau nhức, mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Đừng lo, giờ đây đã có dầu dược linh cổ viên. Chỉ cần xoa đều lên các vùng đau nhức 3 đến 5 lần một ngày, các cơn đau sẽ được xoa dịu tức thì. Dầu dược linh cổ viên chứa thảo dược quý như tinh dầu tràm, chiết xuất đinh hương nhù, dịch chiết can khương, tinh dầu quế, xâm nhập sâu vào lỗ chân lông làm ấm cơ thể, phòng ngừa cảm cúm, hỗ trợ điều trị đau nhức. Có dầu dược linh cổ viên, cơ thể khỏe mạnh hơn, thoải mái vận động và sống trọn vẹn hơn từng khoảnh khắc. Dầu dược linh cổ viên chuyên điều trị các cơn đau nhức xương khớp, vai gáy, thoát vị đĩa đệm, giúp bạn tận hưởng cuộc sống.